Xuân Trường nhà mình thì sao? Xuân Trường nhà mình là thầm lặng, cầu thủ quay là ở cái tuyến giữa và chuyển bóng cho tất cả các tiền đạo để tấn công. Philippines mình cũng không có gì là ngại hết. Sẽ tin chắc là đội tuyển mình sẽ thắng 2-0. Sony hân hạnh là nhà tài trợ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2017.